Video này video trả nợ nha. Con máy này là em làm cho một bác, em nợ bác này 55.000. Cái hôm em đi Sài Gòn á thì giờ đã hoàn thành. Và nhiệm vụ em sẽ gửi đi cho bác ống cần này, cần rất là đẹp nha. Rồi. Thì em làm như này là một con TD biến thành một con TL. Nó là thành một con TL rồi đó. Đây, mọi người có thể nghe tiếng máy. Mọi người có thể nghe tiếng máy của nó. Nó nổ đã lắm. Đây. Cực kỳ bốc. Và đặc biệt rất là dễ khởi động. Đây, em làm cho một cái cây. Thấy không? Rất dễ khởi động. Rồi, ok, cảm ơn mọi người đã coi video nha.